Thì hôm nay mình quay cánh đồng mà mình nói là cái lúa bị bẹt á. Đây các bạn là tất cả máy đang tập trung đây. Tất cả máy đang tập trung cắt đây. Đấy. Mọi người thấy không xa quá, bây giờ mình đang đứng ngoài đây rồi. Quay một vòng cho mọi người xem ha. Đó, quay một vòng cho mọi người xem ha. Cháy không có, toàn là lúa lét không à. Rồi có mấy bạn hỏi mình, comment hỏi mình là sao mà không có nói lúa bị sao. Rồi mình nói luôn là lúa này nó bị lúc mà nó đang trổ á là bị cái sâu ống á, rồi nhưng trổ toàn là muôn bạc không à, do khu vực này nó gieo sâu á, sâu tiết á, sâu nó tập trung cái vùng đây nè. Thấy bằng mấy lúa à, sạch luôn, không còn một hột lúa không, lép không à, đây lúa lép không à, đó này ta. Này là do cái sâu đục thăng này. Một nữa là kết hợp với thời tiết nữa, nên cái này thời tiết mình gieo chậm quá, rồi sâu nó tập trung qua đây, xịt chữa bệnh cũng nổi luôn đó, hết bụng. Em thấy không, chủ yếu nông dân ta chủ yếu cắt rồi người ta tải lại sản xuất cái vụ mới thôi, cắt cái này còn đâu có mấy bao đâu. Cho ta máy ở ngoài à, cũng chiếc máy cắt đấy, mình đang đi nó gặp ở đây, trời sẽ bò tối rồi mình đi qua ha. Đó có vệ sĩ theo sau đó, mọi người thấy dưới xe không? Rồi cảm ơn anh ha. Rồi mọi người đây, chỗ máy đang ở sau nè. Thấy cái lúa đó nó khô hết luôn rồi, nó còn gì nữa đâu. Chiếc máy đang tập trung ở đây đây, đấy mọi người thấy không, tập trung cái này này, đó các bò nó đang chờ chờ lúa này, thì ra đâu có lúa đâu, toàn là lép lừng không chứ đâu có lúa, nó mới chạy ra toàn là bụi không à, đó trên này còn có bốn gì chim nó bay đầy trên theo cái máy cắt luôn kìa. Đây một chiếc 70 plus là số trong này còn 70 plus không à, đó 4 chiếc 5 chiếc đang tập trung rồi. Có một chiếc ở xa kia, đó có một chiếc ngoài đây nè, con này đứng lại thế đã có lúa đâu còn đứng không chứ, này bởi do bạn con nông dân mình chứ. Bốn chiếc máy đang tập trung rồi. Bò đang ăn chờ chở lúa. Chung chắc đổ luôn. Bữa tay nữa là mai nữa là hết đồng. Bò kìa, cổ nó kìa, đầy da nó trời luôn. Đó. Bây giờ lúa đâu có đâu, là bà con ta muốn khóc không à. Đó. Chim bay kìa, chim bay tới kìa.
mà có một bao à. Đó, một xào rưỡi phải có một bao còn đang nằm trong đẹp ruộng nè, thấy không? Ruộng rồi. Một xào rưỡi luôn mà có một bao lúa đang nằm trong đây à. Không có lúa đâu. Thấy không? Trời ơi, con quá trời luôn. Các mọi người đang cột bao mà chơi luôn chứ đâu có lúa đâu đó, người thấy không? Bếp là chắc vậy là tái lại dụng một chút à. Hãy có nặng nề luôn. Còn ai cũng buồn hết rồi. Hai đứa nhỏ mày cũng buồn. Nãy mày có bao lúa à. Đây. Đó ra rôm không à. Này đâu có lúa đâu, toàn là lép rồi, máy nó phun ra ngoài rôm luôn rồi. Bao lúa này là phải lúa đâu, lừng lép chứ. Đang ngồi luôn, bây giờ đâu có lúa đâu mà trồng. Người đang tập trung ngồi thôi à. Chỗ ruộng á. Nói chung trời rồi không có lúa luôn. Đó, chỗ ruộng rồi là mặt là buồn rồi. 3.000 mét vuông rồi à. Nãy giờ trên máy rồi có chưa đến. Còn sao được ba bao nữa. Không biết cái bánh này rồi. Trắng tay luôn. Bốn tháng luôn mà con đang mua một đồng nào hết đầu tư giống phân rồi thâu làm đất máy móc rồi thuốc men rồi không còn thứ gì luôn. Một bao lúa một tháng này mình quay một chồng này. Tự động là không có người cột bao ứng bao rồi đó, còn bao cũng bao rồi để đó không à, nó có lâu ruộng này. Cái mùa này là con thấy khác, cậu thấy như sao, có buồn không hay sao? Lúa rồi không có này là 4 tháng mình con thu gì. Đó một cánh đồng là cắt nhét luôn mà đâu còn cái gì nữa đâu. Rồi mình xin kết thúc video đây thôi.